À, xin chào mọi người á. Đây này, tới đợt mình tưới phân rồi á. Không là thua công chuyện à, té là hết mấy ngày rồi à, gặp ngay ngày tưới mưa mà gặp tưới phân mà gặp trời mưa á. Tưới mưa thì không có tưới á, để cho nó khô bầu à. Chúng ta để cho nó khô bầu tưới mới có tác dụng á. Còn cái bầu chèm nhẹp mà tưới cây nó không có ăn phân được, không có tác dụng gì hết á. Phân thì nói chung là rất là đơn giản á. Đấy à, anh em mình có giao, hồi đầu năm mình có giao luôn cái bộ phân 6 món 420 ngàn đó. Đó chúng ta lấy đó mà xài, mình cũng chỉ xài cái đó thôi á, chứ không có thêm thắt gì cả. Đó, những cái cây mà làm nụ dễ là đa phúc nè, trong bốc trần á, Thủ Đức làm nụ dễ nè, còn Thọ Hương á nó quá sung đi. Thì cái lượng mình tham khảo mấy chú nuôi bán Tết á, thì mình canh cái lượng bằng phân nửa so với mấy chú thôi ha. Đó, anh em để ý ta coi tình hình nhà chúng ta, nếu mà nó không có tưới mà nó không có xào sựng đọt lại á, chúng ta tăng cái lượng bằng những cái lượng chú nuôi bán Tết á, 1-2 cữ á, rồi chúng ta giảm xuống á. Tưới phân nói chung là xài hóa học nhiều quá thì cũng không nên á, mà bắt buộc cũng phải có á. Đó, ít nhiều thôi. Có hóa học ha, nhưng mà có nó vừa đủ thôi chứ không có nên lạm dụng mà. Rồi nay mình quậy cho tưới, cho đầu tiên là mình tưới cho những cái thằng mà nụ nhỏ ha. Nụ nhỏ thì chúng ta có thể dùng cái thằng lân 86 này là hỏng, mình tưới con cử rồi đó, nụ nó lớn rất là lẹ đó. Tưới con cử lân 86 nè, nay nó trong bốc trần á, có một số cái là vẫn chưa lớn. Chưa lớn kịp á. Thì nay dùng 15-20 á. Liều lượng là 100g pha thùng V 20 lít. Một cái muỗng này thì khoảng là 15-20 á, khoảng là 20g á. Ta cho khoảng 4-5 muỗng. Đây là phân NPK, NPK tím á. Cái này thì người ta bán đâu đó khoảng 30 ngàn á. Nói chung là mình giao lưu cái này thì mình mua dùm thôi á. Mua 30 ngàn thì cũng bán lại 30 ngàn á, lại lớn gì ở trong đây á. Mà mấy anh nhiều khi không biết làm sao á. Đó, bán phân bán thuốc kiếm lời á. Thử mua 30 ngàn, bán 30 ngàn có lời hay không á. Đấy, cùng nhau chơi vui thôi. Nói chung là làm cũng có người này người kia nói vô á, nó ra nói vô, mà mình làm gì có ít thôi á, biết đường đâu mà chiều cho xiết á. Thằng hun mít bột á, đây là hun mít bột thôi, xâm đất á, cho 2 muỗng. Rồi bán rễ, đây là dưỡng rễ. Dưỡng rễ này chúng ta tưới quanh năm, từ đầu năm tới cuối năm luôn, trong giai đoạn mà chơi bông chúng ta vẫn tưới được á. Nó là dưỡng rễ hữu cơ, một nắp thôi. Chúng ta tùy ra, chúng ta tùy cây mạnh, nếu cây mạnh ta phải cho 2 nắp được á, còn này mình tưới kèm thì mình cho nó 1 nắp thôi. Nói chung là cái lượng NPK thì từ đầu năm tới cuối năm nó vậy á, cứ khoảng 15 ngày, 10 tới 15 ngày lặp lại 1 lần, đều đều á. Rồi trước Tết thì trước khi lặt lá khoảng 15 ngày là ngưng phân á, không có tưới nữa, chỉ xài cái thằng mà bán rễ này thôi, không có cho NPK nữa nha. Rồi quậy lên, nước nó đang thui thế này nha. Đó, chúng ta có xài thằng lân này á, để mà nụ nó lớn lẹ thì cũng liều lượng là khoảng 100g á, cho thùng B 20 lít. Đó, 100g chứ đựng thêm nữa ha. Đó, thêm nữa rất là nguy hiểm á, thà chúng ta tưới nó lợt lợt á, chúng ta tưới đậm quá thì nó không có chịu nổi á.
50 tới 80 gram trên 10 lít nước á. Đây là siêu lân á, lân 52%, kali 34%, cộng lại là bằng 86. Rồi. Chút xíu là nó tan rồi á. Rồi, chúng ta tưới thôi ha. Tưới cây này khoảng 3-4 lít gì đó. Hiện thùng B này chúng ta tưới được khoảng 4-5 cây á, chậu 8 tấc như thế này. Chung mà tưới về cũng vừa á, tưới nhiều quá thì nó cũng chảy cái phân ra ngoài hết trơn à. Chúng ta canh tưới vừa ướt đẫm chất trồng thôi. Chứ mình tưới văng ra ngoài thì lãng phí á. Đó, chúng ta tưới lượng bằng những cái chú nuôi bán Tết á. Đó, còn khi mà nuôi mai tàn á, mai tàn thì lượng gấp đôi nữa. Mai tàn rất là mạnh á, vì cái dạng lá mai tàn, dạng nụ mai tàn rất là nhiều. Đó, lá nhiều thì nó cần phân ăn phân nhiều á. Đây ba cây này á, cây này với cây này nụ lớn hả? Lớn thì mình xài nửa liều thôi. Nụ nhỏ, cây Phú Tân này nụ thấy còn nhỏ. Nụ nhỏ thì chúng ta NPK 100g cho thùng B 20 lít. Đó, tương đương với lại 1 kg cho cái phi 200 lít á. Anh em dễ nhớ. Còn cái thằng bán rễ, thằng xăm đất á, thì chúng ta nhớ 1-2 muỗng á bán rễ xăm ra, 1-2 muỗng xăm đất á. Còn bán rễ thì nắp tới 2 nắp. Nhà tới thực tế đó. Thực tế anh em có cái anh em tham khảo á đó. Thì mình quậy sao thì mình tưới vậy á, nó không có bị hư đó. Còn anh em làm mạnh tay hơn là rất là dễ hư á đó. Lúc trước mình coi người ta trồng mai mà người ta lấy phân hột người ta giải á đó, mình giải cái nó chết queo hết trơn à đó, sau này sợ lắm á. Để cái bầu khô rồi mới tưới. Nói chung là cả năm thì tưới mình chỉ có nhiêu đây thôi ha. Nhiều khi lặp đi lặp lại hoài riết nó cũng chán. Mà anh em coi bên em mình kêu mình làm thì anh em làm không được nữa, thôi dẹp luôn cho rồi á. Đó, nó dễ tới mức này mà làm không được nữa, thôi luôn á. Đó, cái này thì chủ yếu là làm cho những anh em nào mới á. Lần đầu tiên nha, cũng có, bao giờ cũng có người lần đầu tiên chơi rồi á. Chứ cái này cả năm, ngoài cả năm mà là 2 năm nay á, mình cứ lặp đi lặp lại mấy cái này hoài à. Khi có mấy anh coi hoài á, mấy anh coi hoài mấy anh hiểu chuyện á thì mấy anh nói không có nói gì, còn mấy anh không có hiểu chuyện là có thứ mà nhai đi nhai lại hoài á đó, thì công việc nó có nhiêu đó thôi thì làm nhiêu đó thôi chứ sao giờ á, chứ không lẽ chế chọt gì mới nữa giờ đó. Đó, anh em nào xem rồi thì thôi á đó. Đó, bình luận cho nó lịch sự một chút ha. Rồi, tiếp tục á, có những cây mai nụ lớn nè, chúng ta cũng tưới vậy thôi. Đó, NPK thì giảm xuống phân nửa, 2 muỗng hoặc là 3 muỗng tương đương với đập khoảng 50g. Đó, còn em không có cái muỗng, không có cái gì cân á, khoảng nắm tay chúng ta bóp vào á là khoảng 50g á.
Anh em không tin thì bóp thử biết á, tại mình có bóp rồi mình có biết á. Chứ nhiều khi nói hướng dẫn tứ phần hết rớt quất nè, hỏi 50g là nhiêu á, cân đâu mà có cân đâu mà cân á. Đó, thì bóp nó là bóp nắm tay vô á, là khoảng 2 muỗng ăn canh này nè. Đây là cái hữu cơ á, hữu mít là hữu cơ đó. Đó, ta nuôi bằng cái nền hữu cơ này thì cây rất là bền á, không có sợ bị phạm phân, không có sợ, nói chung là không có sợ bị chai chai đất á. Hữu cơ cũng có, vô cơ cũng có mà ít thôi ha. À, những cái cây mà chúng ta thay bằng cái thằng đất Nhật nè, đó nó ráo rất là ngon. Đó mà những cây lớn này anh em thay thì anh em trở nên trộn thêm cái thằng đá bu mít đó. Đó, mình cũng có tham khảo một số nơi, một số người ta trồng á. Cây nhỏ thì người ta trộn Akadama 100% được. Đó, còn cây lớn người ta phải bổ sung đá bu mít á, thời gian chúng ta 2 năm 3 năm chúng ta tưới nước mưa rồi á, nó xói mòn á, viên đất nó bị sẽ bị nén lại, nó phản tác dụng á. Nói chung là có làm rồi từ từ chúng ta rút kinh nghiệm á, chứ không có làm là không có biết đâu. Gì cũng vậy á. Cây chậu lớn á, chậu 8 tấc lọt lòng. Đây. Đó, nhớ như anh em trồng á, anh em nào dở cỡ nào dở á, thì chúng ta trồng bằng cái chất trồng này á. Đó, nó khô nó thoáng á, khỏi có mà suy nghĩ gì nữa, khỏi đi canh nước, khỏi đi che mưa đậy mưa gì mất công á. Đó. À, từ cây lớn tiền tới cây nhỏ tiền, cây rẻ tiền rồi á, cây suy cây yếu thì chúng ta làm được hết á, khỏi có suy nghĩ gì nữa. Dành thời gian ta đi kiếm tiền rồi á, đi chơi rồi. Trồng bốc hết trơn nè. Tết thì nói chung là tứ phân á, năm rồi mình làm Tết nó rổ bông á, xứng đáng á, rực rỡ á, rổ được cả chục ngày á. Ta vừa tưới xong á. Đó, đó là những cây che tết á, thì chúng ta cho NPK, cho xâm đất á. Còn đó những cây mà chúng ta dưỡng á, đó, như cây mai rừng nè, cây như cây này trồng dưỡng lại á, chúng ta chỉ cho thằng bén rễ thôi á. Như cây mai rừng nè, chỉ cho bén rễ thôi. Chỉ cho dưỡng rễ thôi á. Chưa cho NPK được.
như này bán rễ thôi mới ghép nè, nó chưa có ăn được á. Những cái phôi trồng nè lên tược á, hai ba cơi nè, cho bén rễ thôi ha, nè, cho bén rễ thôi. Rất nhiều anh em hỏi cái đằng đất trồng á, đất trồng thì chúng ta mua ở Lazada, Shopee người ta có bán nhiều quá đó, thì anh em mua không? Anh mấy chú nào không biết mua thì đây mình mua về mình xài á, đó thì chia lại cho anh mấy chú á. Không rồi mình mua cái này đâu đó cũng khoảng 300 mấy chục bao rồi đó, 300 bao này á, đó mình xài thì đâu đó khoảng chừng 100 bao à, 300 bao thì chia cho mấy chú á. Cái này là đất nung 400 độ C á, đó rất là cứng á, độ bền lâu. Cái này là 360.000 bao, bao ship á, thì mình nhập về cũng đã 300.000 rồi á, 60.000 là 60.000 tiền ship á, có lời lớn gì trong đây đâu á. Đó mình giúp cho anh em có cái chơi, có động lực để mà chơi đó. Những người dở dở giống như mình á, có động lực á, trồng cây bắt đầu từ chất trồng nè. Nhiều khi nói tới đây mấy anh nói chú lại quảng cáo ra đó, thì kệ đi, nói chung làm gì giúp ích cho đời thì cứ làm á, đó giúp ích cho những người dở dở á, còn người giỏi thì người ta không có cần á. Đó thì mình bị hư nhiều đó. Cái này thì người ta trộn sẵn á, anh em trồng Akadama này nè. Đó thì trồng cây lớn thì người ta nên trộn đá bu mít vô thêm đó. Còn cái này nè, người ta trộn sẵn á, người ta cây lớn nhỏ người ta trồng được hết á, này thì rẻ hơn. Cái này mình nhập về cũng 250, 260 gì rồi đó, bán ra là 320.000 bao ship á. Thành phần nó là đất nung Akadama, đá bọt, đá nhâm thập, đen đỏ. Anh em mua bao vậy nè. Đó, ở mình trồng cây me rừng này hết khoảng 2 bao mấy gì đó. Đó, nói vui tiền cây có 900.000 mà tiền đất hết 1 triệu rồi. Tại vì cây này người ta mua rẻ. Đó, anh em mua cây 20-30 triệu thì anh em hết 1 triệu tiền đất thì nó có đáng gì đâu ha. Nói chung đừng có tiếc á. Không có gì đâu. Đó, chơi nó còn hoài mà bền đó. Đó, ai chơi chúng ta dở thì chúng ta chịu á, vì mình ta là người chơi mà chứ có mua bán gì đâu á. Bản thân mình là người chơi thôi đó, chơi cho nó hiệu quả. Đó, còn nào mua bán á, mua bán làm kinh tế thì chúng ta, nếu mà chúng ta làm kinh tế thì chúng ta trồng này thì chúng ta bán tiền cao hơn chứ có gì đâu á. Đó, giống như cây mà trồng sơ dừa thì bán 5 triệu, cây trồng đất Nhật bán 6 triệu đó, người chơi thì ta cũng biết giá trị á, chứ đâu phải cái gì mà nó cũng rẻ được á, gì nó cũng phải có giá của nó. Đó, cái này thì mình nói chung là những anh những chú trồng thì phản hồi kết quả vậy á, nói chung là rất là nhẹ đó. Phải người Nhật người ta ở không đâu mà người ta đi sản xuất đất người ta bán á. Đó, nó có tác dụng á, thì nói chung là cũng tùy người, tùy cái người chơi, tùy cái gọi là đẳng cấp của người chơi á. Nói vậy thì khi buồn phiền á, mình cùi bắp này mình còn chơi được mà, chấm chi mấy anh em á, mình cùi bắp trồng dở mà mình còn chơi được này mà, chứ có gì đâu á. Rồi, tưới phân á, xiết khô nước tưới á, nụ nhỏ thì chúng ta tưới á 100 gram á, còn nụ lớn thì 50 gram. Đó, nhớ vậy thôi. Rồi, chúc anh em chăm thật là tốt á. Đây mình làm sơ dừa hung đâu nè, sơ dừa nó còn nguyên á, sơ dừa hung, đất hung, chế biến đủ thứ á. Nói chung là giờ mình làm chừng nào nó hiệu quả đi á, phổ biến cho anh em. Mà cái này thì cũng có anh chỉ mình á, sơ dừa hung, phân bò hung có hiệu quả.
đó, cái sa dừa nó còn nguyên nè, nó không có bị thành tro đó. Đó. Trấu hung nè, nó còn nguyên hạt á. Khi anh em lầm tưởng giữa thằng trấu hung với cái thằng mà tro trấu á, tro trấu là thành bụi rồi, đó. Còn trấu hung là còn nguyên hạt. Sử dụng hung á. Cây này á, ít bữa phá bầu trồng á. Để mình trồng thì mình quay lại anh em xem, rất là lớn á. Đó, những anh em xem mình á, có những cây giá trị rất là cao quá. Đó. Chứ đâu có gì đâu á, rất là cao thì chúng ta coi, chúng ta tham khảo á. Nào phù hợp thì chúng ta làm. Là chúng ta có quyền lựa chọn mà.